Chính nghĩa hay lắm, chính nghĩa nó không biết phân giải về chính nghĩa là chính nghĩa sao. Còn con gì nữa nha, anh cỡ luôn cái con anh lôi hết nó ra nè. Lâm Mai Ngân, con Lâm Mai Ngân đi làm tiền, đi giết, đi Lâm Ngân lấy tờ Mai, khi giải Lâm Ngân Mai. Lâm Ngân Mai đó, đi đi dụ dân lấy tiền, dụ mấy cái đứa khùng khùng lấy tiền, làm gì logo điện thoại nè, logo áo nè. Cái áo là cái gì, mẹ bán cái mấy triệu bạc đi gom tiền rồi anh chia với nhau cũng đã, rồi chơi cho đã, rồi cái gây lộn. Rồi là cũng chơi khổ cái thân, tự cái miệng mà hại cái thân. Nhà thì khổ thì cha mẹ vậy thôi, đi thuê nhà ở đi lo làm ăn kiếm sống đi. Mày đặt cũng cái tật là đi muốn đi lấy cái tiền hải ngoại, lấy tiền hải ngoại để nói lên cha phô trương lên ở bên kia có tiền gì. Có anh có mấy lần anh vô cái comment quá, cái đưa cái dòng thời gian đó anh thấy là để số điện thoại nè, để số tài khoản nè, gì gọi là đó. Để dành nhiên coi coi Thanh Quắc thôi, lớn tuổi hay nhỏ tuổi mình biết là mình xin anh chị. À, cái của anh Thanh Nguyễn nó bị gớt nữa rồi. Thì nhiên nhiên nói cái vụ này cho anh chị mình xem. Nhiên nói gì đó, mình cho phép người góp ý kiến về Thanh Quắc. Em mời nha, em mời Thanh Quắc đi. À, chia sẻ 1 phút hay 2 phút cũng được, mình là người dân mình cứ nói bình thường chứ mình không có là mình chống đối ai hết. Chia sẻ về cái ý nguyện tâm tư của một người dân mình là muốn sống cái đất nước hiện nay bây giờ, không có muốn chiến tranh như ngày xưa, đói khổ như nhà Nhiên. Nhiên ngày xưa gặp 7 8 tuổi khổ lắm, thì mình muốn không muốn chiến tranh, muốn cái đất nước mình hòa bình, sống con cháu mình đi học thật là tốt thôi, chứ không có muốn vụ mà đó. Hung Nguyễn, em cũng mời anh mà sao mà lại nhảy ra à? Rồi anh Thanh, anh qua anh mời bà con lên, mỗi người một tiếng nói, mình không có phải là chửi ai hay mình làm gì hết. Giờ mình thấy giờ Nhiên á, mai mốt những cái thành phần mà chửi về đảng nhà nước bôi nhọ lật đổ chính quyền và những cái tên linh mục như Đinh Văn Minh đồ đó, mình đưa lên cho bà con coi đây, những cái tên Đinh Văn Minh đồ đang 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 gây xáo trộn về cái đất nước Việt Nam mình đây, thì cho bà con coi. Giờ bà con muốn 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 cái sự tình đất nước, bà con giờ muốn cái sự tình đất nước mình nó nổi loạn lên hay không? Nó bị sao Cái máy anh hết pin, nó không không được có cái vô được lên video clip anh. anh nói chung á, là anh nói là cũng đừng nên chửi, cũng đừng nên tức làm gì. Con người á, con người chính trị á, họ không có hơn thua bằng cái lời, họ hơn thua cái đầu. Người ta Đấy. làm không à? Còn trường lớp chính trị á, anh cũng nói luôn, cái người họ làm chính trị á, họ học cao lắm, học trình độ họ cao lắm mới làm chính trị. Còn người dân mình chẳng qua là nói ngang với Bức nói xúc. kêu theo cái cách nói tự nghĩ rồi vẽ ra để lên tiếng. Tôi nói bây giờ một cái là anh chị ở bên hải ngoại nha, ba ngàn ba ba bao nhiêu ngàn, nói một điều muốn làm cái gì, trước mắt mình phải giải quyết những cái gì tồn đọng. Còn bên đó mình cũng dám nói một câu, một quốc gia chỉ cho thành lập một nước chỉ thành lập một quốc gia là cái chuyện, là một quốc gia thành là chuyện rõ ràng, chứ không bao giờ có một quốc gia mà thành lập hai nước cả, cũng rõ một tiếng luôn đấy. Muốn nó lập nước hay làm có Mỹ nó chỉ sọ ra liền, đúng không? Nó cho là nó là cho định cư, nó cho định cư những cái tiểu bang đó, tại vì lúc đó là nó tán loạn thì nó cho qua định cư đó thì ở đó thôi, chứ còn không được quyền thành lập quân đội luôn, nó rõ một tiếng luôn. Còn ba cái nhóm lẻ tẻ là tự lập, nó tự diễn lên nó tự lập, tại vì đất nước tự do thì nó có quyền tự do ngôn luận, nó tự do thành lập nhóm. Nhưng mà thành lập nhóm là người Việt Nam mình thành lập nhóm nói bằng tiếng Việt, rồi chống với người Việt, Việt với Việt chống nhau, chứ không dám chống với Mỹ. Mỹ nó luộc cái nó chín liền, nó tới nó còng sọ đi liền đó.
chứ nó đâu phải là nó cho Việt Nam mình, nó như nói như Đào Minh Quân làm thủ tướng rồi thành lập sa mạc, làm bên đó đi. Bây giờ anh mấy bữa gài anh nghe sự tình đất nước mấy bữa gài là về tên Linh Mục Đinh Văn Minh mà dẫn bà con công giáo mình đi đến trường mà đập thầy giáo rồi coi gây rối loạn không anh Quang Nguyễn? Kệ thằng nào nó làm mà thằng nào là mà nghe lời đi theo thằng nó chết đấy, mình biết mình đừng có theo nó sao, cứ vậy thôi. Đó Còn đó cái thằng nó nói là người ta nói là quốc là có quốc pháp, gia có gia quy, đúng không? Bây giờ cứ nghĩ dạ đi, ở trong nhà ngày xưa là có ông bà nội là chủ, đúng không? Để dạ lại cái nhà từ đường cho ông bà nội, ông bà già, đúng không? Ông bà già xong rồi là đỡ lại cho anh, không anh nào đỡ lại cho thằng cháu Đức Tôn, cứ vậy nó duy trì nha. Còn dạ nước đất một đất nước thì có một ông chủ xã hội chủ nghĩa, thì có ông chủ tịch, ông bí thư, không còn tư bản là tổng thống, đơn giản là thôi. Nhưng ai là người dám lật tổng thống, dân nào dám đứng nào? Chẳng qua là biểu tình, ông làm sai tôi được quyền biểu tình, ông làm cho dân khổ tôi biểu tình ông, đúng không? Nói rõ vậy thôi là ông làm sao. Còn ông nếu mà ông làm cho dân không sung sướng ăn cơm mặc đủ, ông xuống chức, ông để dân khác lên làm. Còn Việt Nam đồng ý cũng có cái sai, thằng nào ông nào lạm quyền chức vụ ăn hối lộ, có người bắt nhốt thu hồi tài sản đem về cho quốc gia, nhưng mà không phải một ngày một giờ mà làm được liền. Ông nói thúc, cái chuyện là chuyện của chuyên gia họ làm, mình chỉ được quyền nhìn và như thế nào thôi, cảm thấy ông nào đúng ông này sai, chứ không phải là bắt 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 có mà ăn đấy, ăn hối lộ, thằng đó cũng ăn hối lộ, đâu có nói ngang mà muốn chụp cổ người ta được. Nhà nước họ làm Dạ. có giấy tờ, họ có căn cứ, họ muốn bắt họ phải đủ thẩm định đỡ điều kiện để bắt người đó, cũng không phải tự nhiên bắt người đó, đúng không? Tại sao ông Nguyễn Văn A không bắt mà đi bắt ông Nguyễn Văn B, đúng không? Nó rõ vậy đó thôi. Còn quản biết những quan chức làm chức chủ tịch nhà lầu xe hơi hay là một hai căn biệt thự, mày làm cái gì mày có tiền, tớ tao điều tra cái đã, từ từ cái gì nó không phải từ từ, đừng có nên nói. Thì đúng ra là nó cũng có sự biến loạn, đất nước nào cũng có biến loạn, không riêng về một đất nước Việt Nam, Trung Quốc nó cũng có biến loạn của Trung Quốc, Campuchia nó có biến loạn của Campuchia, Mỹ nó có biến loạn của Mỹ. Đấy, thì nó sòng phẳng và rõ ràng, đúng không? Nhưng mà nói ở đây tôi cũng khuyên anh chị một điều, đúng không? Đừng đi vào con đường mà mình không biết, người ta cứ chỉ mày cứ chung chỗ đó đi, đi con đường đó vô chỗ đó có ổ vàng trong đó đó, đừng nghe, đúng không? Thì ông cha ta mà người Việt chúng ta là câu ta ông bà ta đừng để lại nói một câu mà tai nghe không mắt mà thấy, tay sờ động mới tin. Còn đừng có nghe như lời ông Đào Minh Quân, tôi về đứng Biển Đông, ông Donald Trump dẫn quân về đưa mẫu hạm về để hộ tống tôi về lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Ông làm được điều đó ông, tôi bái phục ông đó. Ông mà làm được tôi có comment ông, có ông mà làm tới cái điều đó tôi quỳ tôi lạy ông, từ ở quỳ Bình Định tôi quỳ lạy vô tới nhà ông, tới chỗ cái chỗ mà ông ngồi luôn đó. Giỡn ông đi đâu tôi cẩm ông đi, ông khỏi kỳ kiệu như quan đi nữa. Cái chuyện ông nói chuyện mơ hồ, ông chuyện không có căn cứ, ông nói mà có căn cứ tôi tin, tôi tin. Tại sao con người có khối óc, cái đầu cũng có não, tôi nghĩ nó không bằng ông đi nữa, tôi cũng nghĩ được những cái chuyện chính đáng. Ông muốn về đây ông làm gì được, về đây ông về đây là bằng cách nào và ai là người thống nhất cho ông? Hiện tại bây giờ là sống theo một pháp luật rất là lớn rộng rộng và có Liên Hợp Quốc, tất cả các nước các khối đó, các khối chẳng hạn châu Á có các khối ASEAN, đúng không, khối EU, tất cả những cái nó có thành lập hết, nó đưa lên giới chấp nhận hay không chấp nhận. Ông về ai là người đưa ông, ai là người đứng ra đưa ông về? Ông Donald Trump ông không có rảnh, ông Donald Trump ông không có rảnh mà đưa ông đi về làm cái chuyện tào lao thật. Ông nên nhớ rằng ký hiệp định Paris trong 12 nước đó nha, ông giỏi ông làm việc đi, ông việc làm việc là thành công trong 12 nước ký hiệp định Paris năm 1973 nha, ông mới thành công, nói cho ông luôn, nói ông nói với chị, ông học chính trị ông học cao lắm.
Còn mà ông đừng có, ông cứ ông thấy người dân người ta không hiểu rồi ông cứ ông vẽ ra ông nói rồi ông bày người ta làm đó, ông bày người ta làm. Nhưng mà ông bày người ta làm đúng đi, ông bày người ta làm có chén cơm chén gạo sống. Ờ à, bây giờ nè ở đất Mỹ thì tôi thấy nè nó làm nông nghiệp kiểu này nè, ở Việt Nam mà thấy làm việc này cổ hủ nè, tôi đầu tư về cái vấn đề này nè, xe cổ máy móc thiết bị hiện đại nè để cho bà con có thu nhập cao nè. Lúa là một ngày xưa là ông các anh chị cô chú bác làm một sào đạt lên chỉ là 1 500 kg một sào ha, tôi đưa công nghệ này về ha và theo cái phân bón hay là phân tích cơ học rồi đó là làm bây giờ nó đạt lên tới 800 kg một sào nè đó. Dân thiệt tôn thờ ông, dân tự tôn thờ ông, không cần phải là ông ngồi ông cứ biểu người ta đi biểu tình cơm gạo đâu, mẹ người ta đi biểu tình ông có cho tiền người ta không hay là Kêu ta cũng bốn nữa chứ, ông cũng có cơm gạo kêu anh ta nhớ cũng mà bốn cũng hả? cũng 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 có cơm gạo với mà cơm tù đấy. Còn cái chuyện khủng bố là cái chuyện của ông cỡ ông thì cứ từ từ cái việc gì nó cũng ra cái việc đấy hết á, cho nên là đừng ông dùng câu em nhớ nè, anh nhớ nhắc một cái nữa, tất cả anh chị trong Facebook đang có mặt hiện tại là đang có mặt, ông dùng một câu ngôn ngữ của ông lấy lại đất tổ không làm khổ dân chỉ đưa đi tù thôi, đừng làm khổ chi ông có cầu đó đó à, tôi ông hay đúng rồi, ông có khổ đâu đưa đẩy thẳng vô tù luôn, ăn cơm có người bưng tới ăn đó, đi đái có người đứng sau lưng cầm súng canh đấy. Anh em mình á thì Nó chính anh em mình nghĩa vậy lên thôi, còn vấn đề chính đây. trị vấn đề theo thực chất á, là dùng cái từ theo thì đúng, tại vì á, là ta nói xuất xứ từ thân mà nhập gia thì tùy tục đó, ăn theo ở ở theo thờ mình Dạ đúng rồi. dân cu đen đó thì mình phải sống bằng chén cơm manh áo cuộc sống rõ ràng đó, vô nhà người ta thì phải có chủ nhà mình chào mình hỏi mình mới sống được, mình có chén cơm ăn. Còn không bất kỳ đất nước nào cô Dạ. Nguyễn Ngọc cô gì cô gì con gì thầy Dương đó, Còn thì Dương. đây, đi qua đất Na Uy khoe đất nước nó sạch sẽ xe khoe này không cũng công nhận thì đúng đó, không bạn có thể bạn khoe cũng đúng mà lại chưa tôi đến đây thôi đất nước người ta văn minh quá sạch sẽ quá và điềm đạm quá mình sao thấy nó còn bẩn thỉu. Nhưng mà cái đó cái chuyện của nhà của bên nhà nước bên môi trường họ từ từ họ làm đầu tư đất nước Nam mà tiền này kém còn ít thì cái từ từ nó làm lần lên. Chứ bây giờ nhà của bà cũng vậy, bà muốn cất cái nhà ngon bà ở bà có tiền bà mới cất được cái nhà lầu, còn bà không có tiền bà dừng bốn gốc kê lên bà chân dừng xung quanh cót bà lợp lên cái không có lá bà lợp cái lấy bạt bà che lên bà cũng là cái nhà. Đúng không? Tùy, tùy theo cái môi trường mình tùy theo cái cuộc sống của con người, đừng lấy cái đứng cứ đi nhìn cái nhà lầu nó chua cái nhà lầu cái đã quá đẹp quá ước gì tôi có cái nhà lầu, mà không đi làm lấy gì có nhà lầu, không đi kiếm tiền linh động mình cái đầu để làm ra đồng tiền nhiều để lấy đất được cái nhà lầu làm sao mà có cái nhà lầu đúng không? Nó đừng có đi Em khoe. cho em hỏi anh, có một khán giả hỏi làm cho em hỏi một câu đất tổ của ông Đạo Minh Quân ở đâu, anh trả lời giùm em thằng đó đi Đất của ngon ổng miệng. hả? Ổng quê cái ổng đâu tôi còn chưa biết nữa rồi, biết nào đất Đất tổ ổng tổ mới của lát lại đó, ổng ở ai biết cái đâu? đất Đất của tổ ổng của Đạo đâu, Minh không có đất nào đất của ổng hết á, chả cái đất ổng ổng nào đó ở bên Mỹ cái nhà đó cũng chưa chắc cái nhà của ổng, đùa không? ông chụp hình ông quay lên ông để lấy cái xe ông tủ lại cái chuyện là chuyện của ông biết định mẹ ông thuê của người ta ông vẫn để đó ai biết đâu, cái chuyện nói chuyện đùa. Hai anh em mình thì bước qua năm 2018 mình đó thì các ông mà hồi nãy gọi là hồi nãy mà em mà vẫn giỡn hồi nãy là ông đó là Victor Hồ, Facebook ông là Victor Hồ, thì ông nói Không anh thấy ông 2016 đó, đất nước Việt Nam mình sao anh? ông đó thấy cũng có hình như trong cái phê trong bạn trong Facebook đó. Victor Hồ đó là ông đòi nó 2018 là lật đổ chính quyền nhà nước mình, rồi 2017 là ông Ngô Kỷ, rồi tới 2018 này là cái chú Victor Hồ này là ông nói là tháng ngày 5 tây tháng 3 này là cộng sản là sụp đổ nữa. Rồi chú Victor Hồ này nói là Ai lên nói kêu quỷ thằng thánh ông nói với ai nói thần. Ông nói đúng không, ông nói đúng không thì ông nói thì đúng nữa trời cãi ông chi, ông nói đúng nhưng mà ông nói đúng cái nữa ông nói mà ông đúng không lẽ ông nói sai, ông nói đúng
À, còn chuyện khác mạnh bét, còn ổng nói là cô ổng nói, không phải ai À, nói. cô đó ông nói À, con dân nào mà cộng sản sụp đổ, cái chuyện đó là một quốc gia, dân nào một quốc gia mà công bố sụp đổ hoặc là trên thế giới đứng ra, cái người có quyền lực họ nắm được, họ công bố là mình tin cái người đó, đúng không? Chẳng rồi. hạn bây giờ ông chủ tịch nước ông nói chuẩn bị mở con đường từ Nam tới Bắc, quốc lộ gọi là đường cao tốc, tin ông 100% đúng, tin ông 100% đúng. Còn cái thằng đi cày nói chuẩn bị là nó mở cái đường tàu ngầm xuyên qua biển, không nghe, nó đi cày mà nó biết cái con mẹ gì về về về, về cái chuyện của quốc gia mà ngồi nói, đúng không? Còn rảnh rỗi ngồi như ông nào biết, nào biết nó rảnh lắm, ở bên đó là cũng nhiều người rảnh lắm, nhưng mà mình họ Không, rảnh thì mình mừng, đúng đúng không? rồi. anh Họ rảnh anh anh cho em cắt ngang cái này nữa, thì mọi người mà dân mà lên đây mà thấy những các chú các bác Việt Nam Cộng Hòa và anh chị mà chế độ cũ á, chế độ Ngụy Sài Gòn á, thì mà lên đây thì cứ gao bả bán mà rồi lật đổ chính quyền, rồi Việt Nam sụp đổ bán cho Tàu Cộng rồi á, thì nên anh chị em mình nên nhớ cái điều này nè. Anh chị em mà những cái đứa em mà nghe qua cái clip anh chị em mình nói á, thì mà tin cái vụ này á, chắc không ai đi làm ăn. Trời ơi, quan năm là đất nước Việt Nam bị sụp đổ rồi, mắc cái gì anh em mình đi làm chi cho cực khổ, để không lấy ba của cải ăn chó sướng nữa, đúng không? Là thứ nhất. Thứ hai, nó nói về em thì các anh các chị thấy nhiên thấy những anh chị em đó nói sai là nhiên lên phản đối thôi. Thì bác Tơ Hồ này cũng nói là kêu quỷ thánh thần đó, miễn linh thiêng á, miễn linh thiêng mà có sự thật gì đó, mà thêm 3 ngày nữa mà nhiên chết á, thì các anh chị tin đi, thì mai mốt đâu ai dám nói gì nữa đâu, thấy không? Đúng chưa? Những cái nói bác đó nói thì cái chuyện của các bác, nhiều nhiều còn lắm, mình tin hay không cái chuyện của các chuyện bác gọi là chuyện mình tin. mà vấn đề chính trị nó nhiều vấn đề lắm, nào là sập trời sập đất chết sao quá đâm lộn, ôi trời, rồi thôi khỏi nói, mà đâu cũng ở bên đó nó đưa về nó nói thôi, nó nói để cho hoang mang tư tưởng thôi, gì đâu, Thì phải không? đó, thì anh chị em mình cứ nhìn đi, nhìn 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 hiện tại với nhiều người bây giờ, chứ có nhiều người là hâm chết rồi. Bây giờ bác Victor Hồ nói là kêu quỷ thánh thần, đúng không? Quỷ thánh thần mà linh thiêng á, mà giết một muốn bắt một con người á, như nhiên á, thì linh như vậy thì Quỷ thánh là thần ở ở đâu? trên xã hội thì chết Quỷ nhiều thánh thần người ở lắm. đâu? Quỷ thánh thần ở đâu? Hỏi ông quỷ thánh thần ở đâu? Ông thấy cái quỷ thánh thần chưa? Ô, con người đây Vậy. ông thấy ma cũng vậy nè. Quỷ thánh thần là ông nào? Ông nào là quỷ thánh thần ra thấy? Ông thấy, ông hỏi ông đó, ông nãy đó, ông mít gì đó là đã thấy quỷ thánh thần chưa? Ông nằm Tơ ông ngủ thấy, hay là ông đứng ông thấy trực diện cái ông đó nói với ông? Hay là ông nói đó nhận nói với ông, đúng không? Nhưng mà cái ông đó là ông cái ra làm sao mặt ngang mặt dọc cái ông sao, đúng không? Hoang mang tư tưởng, hoang mang tư tưởng. Thời điểm bây giờ không có bị hoang mang tư tưởng thực tế không à, đừng có nói là hồi hôm tôi nằm tôi thấy ma, ma nào đâu mà thấy, ma nào không làm ma, gì có ma, ma đúng đâu không? làm gì, ma Anh đâu em mình bây ra. giờ không có. Sao có ma, thứ nhất. Thứ hai nữa, mà mình giờ mà tin quỷ thánh thần á, thì là nhiên đâu có dám nói, mà nhiên còn lên cà gỡn lại nữa các anh chị thấy không? Bởi vì vì chỗ đó các anh ấy chị mình sống cái gì á, mình nên sống thật, nhiên không có biết sợ gì hết, mình phải đối diện với sự thật, mình tai nghe mắt thấy và sờ mình thấy. Còn những bác mà nói chuyện gì Việt Nam sụp đổ rồi, cũng như các bạn mà đang nói việc mà lên nói chế độ mình á, Việt Nam bán ở Trung Quốc rồi, thì các bạn cứ nhìn những người như bác gì đi, có phải là những Nhớ người họ đang hoang mang tư tưởng không? nhớ về thủ đô ngày 30 tháng 4 về đây chẳng thấy mặt chó nào, đúng rồi, nói nó cứ nó suối 30 tư là xúm nhau đốt xe rồi là chặn đường chặn xá đi, rồi nó về nó bầu thường xe cho mua xe mới để chạy đi, mẹ cái thằng nó lo cho chồng mà đi bạc đặt cái mua hết xe của dân ở đây, mua đi đem lên về Ba trăm đây mấy chục chiếc xe đó, mua. đốt hết 300 mấy chục chiếc xe, giờ nó có thường đâu, bây giờ người ta đi tù rồi đó Thì đấy, đó, thì anh nó thấy vô không? tù, Đó vô tù thế không, những cái đó bây giờ để cho mọi người thấy để coi không, mà mấy vụ đó giờ thấy giảm giảm bớt rồi gì. Chào Tài Nguyên, thêm một cái nữa nói những cái vấn cô Tài đề, Nguyên. nhiều cái mà nó đi hoang tưởng lắm, mình thực tế nó đúng hoang tưởng luôn. Anh nói chuyện nhiên như anh theo dõi mấy năm liền
Dạ. Anh nằm ở đất Vũng Tàu, anh quản lý công ty du lịch ở đó. À. Không biết bao nhiêu Cảm người biết hết, không phải là không biết, trong đó có cái cô Bùi Thị Minh Hằng. Cô Bùi Thị Minh Dạ. Hằng có nhiều lúc cũng nhắn tin hỏi chị ở đâu, nhà tôi ở đây ai không biết đó. Nhưng mà cái với tính cách nói chuyện cái kiểu kêu với cái kiểu này nó không được, mình không có thích. Thì mình con người với Dạ. nhau nhỏ nhẹ tâm sự nói chuyện với nhau, phân tích và phải trái với nhau và phải biết nhận xét đúng sai, đừng đi một hướng, đừng đi một hướng mà lật đổ một bó dẹp một hướng đó là một cái sai. Mình phải biết hai cái kết hợp, cái nào cũng có cái đúng, cái nào cũng có cái sai. Đó là một cái người có đầu óc, có trí thức, có làm kinh tế, có đó là con người làm chính trị à. Chứ không phải là đi theo một hướng, ôi đi qua bên đó chơi sướng hơn, qua bên đó ăn giàu sang phú quý hơn, bên đó mẹ không làm không có ăn ạ à. Rồi những thêm một cái nữa lên là không, thực tế là anh để em, nhưng mà bị những cái clip trước là nó chửi ghê lắm, nhưng mà em cũng bỏ bớt cái tính nói thô tục đi, đừng thô tục đi. Dạ đúng Anh nói thật, rồi. anh góp ý thôi, còn chuyện ấy cho còn mấy người khác là khác, còn vì sao Em ai bỏ cái quan niệm nhất của anh, mình sinh ra trời tạo hóa ra là mình con người, tất Dạ. cả đồng loại cũng là con người, biết thương Dạ. nhau đùm bọc nhau để sống bằng tình con người, vì kiếp người chỉ tạm bợ trong cái mặt đất này một thời gian đi qua ngắn ngủi lắm, đúng không? Mà tại sao con vật nó biết thương yêu nhau rồi nó biết quấn quýt bên nhau, nó sống cũng có cây rau, nó sống nó đến nó cũng tới ngày nó đâm họng nó chết nào, nó cũng vậy. Thì con người của mình có khối óc, có đầu óc, biết suy nghĩ, biết nói nên lời, biết nói cho người nghe rồi biết nói như này, tại sao lại là phải chia rẽ, Đúng rồi, chia không sẻ không biết kết hợp để đoàn kết. để Anh nhớ xây một dựng một câu, cái đất nước cho mình cho nó giàu đẹp lên mà lại anh chia nói thêm rẽ vấn đề rồi kích này, động. cái ngày xưa bỏ đi, cái ngày xưa ví dụ như là cái thời vua kia mà họ còn vẫn kết hợp được mà, đúng không? Muốn chi cái thời bây giờ, rồi cái thời bây giờ nó đã qua chiến tranh 43 năm thì dĩ nhiên là đánh lộn thì cũng phải có thằng thắng thằng thua, chứ không thằng hai thằng chết hết đó, hai thằng chết hết vậy còn ở với ai, còn làm sao? Thì bây giờ thôi, lỡ câu chuyện đó rồi, bây giờ là mình là người Việt Nam đồng loại máu đỏ da vàng à. Bây giờ ở đâu bốn bể năm châu, tất cả người Việt Nam đều có mặt, người Việt Nam chúng ta rất giỏi, không phải người Việt Nam dở, bất cứ quốc gia nào cũng có người Việt Nam ở, đó là giỏi chứ. Vậy thì tại vì sao không đồng loại với nhau mà cùng một đất, nếu mà đã nói là cùng đất tổ với nhau phải thôi, bây giờ những cái chuyện khác nó lỡ nó xảy ra những chuyện như đó rồi, bây giờ mình làm sao để đoàn kết lại, mình đoàn kết lại để cho một cái dân mình gây phải, mình sống có tư bản, các ông sống có tư bản ha, tôi chỉ ông các ông cái ngu nè, cái ngu nhất là mấy ông ngày cách đây 30 năm về trước nha, 15 năm giờ đây mấy ông mạnh miệng, 30 năm về trước chưa đủ kinh tế, chưa đủ điều kiện, ông nào ông nói cũng lo cắm đầu đi làm kiếm tiền chết mẹ luôn. 15 năm sau gần đây được đồng tiền, được dư giả, làm ăn được phấn chấn lên rồi là bắt đầu là bày mưu dễ cớ lung tung lang tăng rồi xúi giục này kia nọ khác ra hết. Sau 30 năm về trước không làm được điều đó, ông im hơi mà lặng tiếng, rồi bây giờ được mấy đồng không có làm, ngồi bên đó nói gì à, cho 5 đồng mày cắt suối người ta đi làm. Đi Suối giặt người mà ta đi tù, anh có vừa rồi nó có cuộc gọi anh tắt đó. Chứ vậy thà nói như vậy để đi làm những cái điều gì mà mình có khối óc, mà mình muốn văn minh hơn, mình làm được cái chức vụ này ở đất nước Việt Nam này, bảo đảm đó, các ông làm được, các ông có thể về Việt Nam, các ông cũng có thể được bầu cử, các ông được làm được được chức vụ, nếu ông có đủ tiền sau này sẽ làm như thế, không phân biệt đâu. Nhưng mà tại vì sao các ông cứ xàm tiếu, mới có ông muốn làm cha không mà má ông đâu muốn làm con đâu, ông muốn làm, ông học lớp 1 ông có lên được lớp 12 ông mới chung vô đại học, ông chưa học được ông nhảy lên ông muốn làm quan bằng cái nào, ai đi làm quan
Chỗ nào cũng theo dõi, chỗ nào cũng cần biết, nhưng mà ông tôi thấy ông mấy điều là ông bị mấy chữ rồi nhỏ này. Mình ở đây lên đây hôm nay em bước qua năm 2018 thì em đổi chiến lược lại, thì em muốn có nói với bà con mình nó bất cứ ai, ngày xưa thì em từng chửi họ, giờ em nói là em không chửi. Tại vì sao? Em muốn mọi người cùng chung tay là xây dựng một cái đất nước văn minh, là giàu đẹp lên, là cho con cháu chúng ta. Khi các bạn đó mà không nghe làm gì cái chống phá thì các bạn nó tự đi về Việt Nam, chống phá thì bạn đi tù thôi. Bạn bước xuống tới sân bay Việt Nam, bất cứ không xuống sân bay, bạn đi qua đường bộ, bạn đi bất cứ đường nào yêu cầu bước chân đến Việt Nam là bạn đã bị lụm rồi. An ninh Việt Nam hay cực kỳ là hay đó, là như thế. Việt Nam mình á, À, anh kể em nghe ông Trịnh Xuân Thanh nằm ở Đức đồng thời gây ông ứng yên ổn, tụi anh ở bên này tụi anh biết rồi. Nó nói mẹ nói thẳng ông không bao giờ ông thoát đâu, ông nằm bên đó đi, đồng ý là chưa ký hiệp định tư pháp thì Việt Nam không được quyền qua đất nước đó bắt. Nhưng mà không phải vậy đâu, Việt Nam dám làm mọi việc, Việt Nam dám làm mọi việc rõ một tiếng luôn. Vì sao? Nói như thằng nói chứ không phải anh nói. Mấy người nói đồ mày đi khỏe rồi vậy qua bên đó sức mấy mất đi đừng mấy tụi bị điên địch mà tao nói tuyên bố mày chưa tới giờ đó nha, tới giờ hả mày cho người qua hả, tới độ mẹ tới ngay Trịnh Xuân Thanh luôn, tôi dí nói thẳng luôn, nó tôi dí súng vô trong đầu mày đậu má mày, giờ mày gì không mày giờ hay mày một mày cũng chết, hai mày chết tao nã mày ở đây luôn, nói giỏi gì ơi dám gì không đó, cho gọi là bắt về luôn đó chứ khỏi cần phải nói đầu thú của con mẹ khỉ còn kia. mà nói về, em nói anh á, là muốn lấy những quan chức nhà nước tham quan đem về Việt Nam trị cho những người dân đang chống cộng luôn á, cho họ thấy họ biết luôn như vậy đó ha. Rồi đang chi vụ mà Đào Minh Quân với Ly Sao Phạm á, em nói anh á, muốn bắt là 30 giây là đi qua bển bắt lôi đầu về là chuyện bình thường đúng không? Cộng sản Khỏi nói là cần lạ bắt mà luôn, khỏi cần bắt ha. luôn, mẹ qua bên đó nó cho xã hội đen qua bên nó thịt cho một thịt, mẹ nó nã cho một viên làm gì nó, bên đó dở nã súng hơn bên Việt Nam nữa. Gán Đó, ống em nói giảm thật với thanh anh á, vô để gán ống giảm thanh vô, tại đang nói làm cái tạch xong rồi hết. đúng rồi, em nói anh nghe nè, tại vì sao không? Tại vì cái đồ gắt gửi của nó, cộng sản không để ý nó thôi, Nãy nói cho có nó một biết là đang đang điều tra nó thôi. Khi mà nó bước chân về Việt Nam đi, còn nó ở bên Mỹ không muốn qua bắt nó, nói giờ nào là chuyện bình thường mà tại chưa nãy làm. có anh nào mà chửi để ba que về khỏi cái nó chửi chi, đừng có chửi chửi chi chuyện đó của người ta, nói chửi chi ba gì cơ, nhưng mà mình sống chính nghĩa là chính nghĩa từ đâu là mình phải nói, đừng có xàm, đừng có xúi người ta làm, đừng có đi vào con đường tội lỗi, đừng có để những cái mà nó xảy ra ngoài ý muốn. Thì đó, thì mình nói vô cho các bạn nghe, tại vì nhà nước tên Đào Minh Quân với Ly Sao Phạm mà để nhà nước mình đi qua bển bắt là quá bình thường, nhưng mà nhà nước không làm là đó, như ông Trịnh Xuân Thanh đang tại Đức, nhưng mà nhà nước mình đi qua bển bắt, tại vì muốn bắt đó, để cho những cái thành phần mà đang tham quan đó, thấy không, mày đi định cư hay mày đi trốn ở đâu đi tị nạn gì đâu, cả chính trị vậy, tao cũng bắt mày đủ mọi cách bắt về, đặng cho những cái người đặng đó làm gương. Cái đó là Đó gọi là bao công xử để làm gương đó. Việt Nam mà Sao? dốt gớm lắm, Việt Nam làm cái gì cũng được, dám nói một câu vậy đó. Làm gì cũng được, ông cứ tài giỏi cho nói hạm đậu gì cái chuyện đó chuyện của các ông, nhưng mà Việt Nam dám làm nha. Mỹ kia nó còn sợ Việt Nam, cuốn chiến tranh vợ nghe sợ, Pháp kia mà còn sợ nó chiến tranh Việt Nam, công nhận giỏi không, anh công nhận giỏi chứ không phải là mình nói ấy, là Việt Nam chiến tranh giỏi, người biết người Việt Nam giỏi, người Việt Nam giỏi, mà tại vì sao người Việt đi chống với người Việt là sao? Không, mà không biết đoàn kết Đúng hay rồi sao, đó, mà mình chẳng nói những cho gì nó nữa nè, anh Quang Nguyễn, chẳng những em nói anh nghe nè, mình sống mà ăn tự uống mình họ là người tình Việt, người. họ là người Việt mà họ chi chống người Việt, họ đang 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 sống sinh sống trên đất nước của người ta mà đi chống lại những người Việt, thì những người mà đang cái nước của người ta đó, người ta sẽ nhìn vào cái người, ủa sao nước mày mày đi nói xấu trên đai dân tộc Việt Nam mày chi vậy, thì ta phải coi thường nó không, Đúng đúng rồi. không anh? Vì chỗ đó nó càng chống đất nước Việt Nam bao nhiêu thì cái giá trị cái con người của nó sẽ mất uy tín với bạn bè khắp năm châu đó. Thì mình cũng chia sẻ với những anh chị em đó, cái gì cũng vậy, cũng có cái giá trả hết.
À, Nguyễn Hiếu, em đi về An Giang hả? Về bao lâu rồi? Alo chị. Nhà chị đoạn giữa từ Long Xuyên lên Châu Đốc, nhà chị đoạn giữa cưng. Năm vừa rồi thì biểu tình rất là nhiều không, nhưng mà biểu thì biểu chứ thấm thía ăn thua gì đâu, thì tụi bay rảnh thì bay cứ đi, bay làm gì là bay muốn la nhiều la cỡ bay, nhưng mà bay quá là tục gô xong hết, xúc phạm tục gô cổ rồi xong cứ vậy thôi. Còn bay muốn qua biểu tình nha, ở nước ngoài em nên nhớ nè, Việt Nam này là còn nói thẳng luôn, biểu tình kiểu Việt Nam là quá tự do. Anh thấy mấy bữa gà giáo xứ ở ngoài Nghệ An của thằng Đinh Văn Minh không? Đóng về bên Mỹ hay là bị xả súng Quá tự do là sao? Đất nước tư bản nó cho biểu tình, nó có hội biểu tình, có cái người đứng ra chủ trì biểu tình, nhưng mày đứng đó? trong cái khung của tao thôi nha, tao cho mày cái khung nó đó, dăng dây ra, dăng dây ra đứng một khu đó, công cảnh sát nó đã sẽ khu vực đã có, nhưng mà đứng trong phạm vi đó thôi, lọt ra khỏi khu vực tao gô mày liền. Đấy, như như rọ vậy á, nó nhốt như rọ vậy, nó cho biểu tình như cái rọ vậy, chứ không phải giống như Việt Nam muốn đi đi vòng 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 tự do cả một cái khu vực vậy đâu, nó đó là có đâu. Nói gì biểu tình Nào. luật, nó phải có nguyên tắc, nó Tìm có rõ hiểu ràng. gì nên tìm hiểu sự thật hả? Sự thật ở đây là nói sự thật à, vì Seven chào gì đây nè không, giờ sự thật đó thì các bạn thấy đi đó, đóng về bên Mỹ mà ngay chân chỗ mà giáo xứ ở ngoài đó đang kéo biểu tình kiểu đó đó, rồi gặp bên Mỹ mà kéo kiểu đó đi, có phải bên Mỹ nó xả súng cho mà thấy không đó? Còn bên Mỹ các bạn mà muốn đi kéo biểu tình và các bạn phải ngày mai ngày 20 hoặc ngày 26 đây tháng 2 đó tôi phải đi biểu tình thì các bạn phải xin phép trước, và các bạn đi biểu tình và các bạn phải xin bị đi biểu tình là tôi đang biểu tình, tôi đứng ở chỗ nào góc nào thì các bạn phải cho địa điểm người ta mới ký cho các bạn, ký cho các bạn rồi các bạn mới đi lỡ tới chỗ đó đứng biểu tình được, đúng không? Các bạn đứng sai là bắt đầu là nó bắt các bạn hết rồi, chứ đừng có nói mà nó như ở Việt Nam tự do ha. Tôi không biết nhưng mà bạn bè đó trên 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 truyền hình đài rồi có nói hết trơn, thông tin mạng Google có hết Nó có luật của nó hết vậy. à. Vậy anh em mình trao đổi tới đây thế anh Quang Nguyễn, em chúc anh nhiều sức khỏe. Đang công tác ở đâu hiện tại? Giờ đang ở khách sạn nào đó? Sạn Đại Lợi ở tại cầu sông Ba An Khê Gia Lai. À, đang đi công tác rồi đó hả? Em chúc Đúng anh rồi. nhiều sức khỏe nha, vui vẻ nha. Có công ty ở ngoài này mà. Dạ.